hơi hơi bị phản sáng em. Anh quay từ góc bên sang này. Chỗ này hầu như góc nào cũng bị phản sáng. Góc kia, anh quay từ góc này. Ánh nắng nó từ bên kia lại mà. Anh ngồi chỗ khoảng đoạn con voi này này. Đúng không? Anh sang hẳn đoạn con voi này thì là gọn gàng hết rồi. Chào 11 người đang xem nhá. Chào nhà vườn cảnh Dương. Em chào anh Sơn nhá, chào Đỗ Mạnh Cường. Tí rảnh qua anh chơi Cường ơi. Anh chào Nguyên Vũ chứ. Chào bạn Hải Dubai. Chào 25 người đang xem nhé. Chào Nghiêm Văn. Xin chào 30 người đang xem nha. Anh chào Định nha. Em chào anh Cường. Trực tiếp một cái điện làm thế. Chào 37 người đang xem. Cảm ơn anh Lê Hồng Cường nhá. Cường Cường, xin chào Cường Cường. Chào bạn Nguyễn Tiến Cường. Chào Nguyễn Hữu nhé. Em chào anh Phạm Mạnh. Hồng Hoàng Đức bờ mươi cắt hộ anh cái ngọn.
Chào 27 người đang xem nhá. Làm phiền các bác buổi trưa. Cái ngọn bây giờ nó bằng cái ngọn mất ngay được. Kinh Quảng. Cảm ơn bạn Hợp Hoàng. Cảm ơn Tài Hero nha. Cảm ơn bạn Nguyễn Dũng. Cảm ơn anh Đô Thanh. Chào anh Cường Cận nha. Anh chào Hiển Mily. Em chào anh Hải nhá. Vẫn hơi phản sáng em ạ. Nó méo như nham thạch rồi. Em chào anh Hoàng Trọng. Chào 37 người đang xem nhá. Lùi quá thấp. Chào Bùi Tuấn Anh. Anh chào Dung Tóc. Chào bạn Lừa nhá. Méo nhũn hết thân rồi. Cảm ơn bạn. Anh chào Ngô Văn Tân. Em Tuấn ơi, Tân gọi kìa. Tuấn chào anh em cái. Em chào anh em nhá. Anh em bữa trưa vui vẻ. Mặc tiền anh em quá. Lúc nào mà có trực cắt nhầm cái ngọn của anh thì bảo anh cậu. Anh chào Phạm Chiến. Bây giờ có bóng rộng ra nhìn thích hết. Chẳng nhìn cái gì. Cảm ơn bạn Mai Tuấn. Anh cảm ơn Ngô Văn Tân nhá. Anh chào em Hải. Cảm ơn bạn Hoàng Điệp nhá. Chân gù hết chân lên rồi. Chào em Hậu Cherry. Cảm ơn Phạm Đức Phúc nha. Chào em Duy Ngọ. Em chào anh Sơn nha. Cốt nhìn phê quá. Cảm ơn anh Phong Lê. Em chào anh Sơn Oro. Không, cây này cây cũ của anh em Hậu ạ.
chào Chí Hảo. Em chào anh Nghĩa nha. Chào Hoàng Đức Công. Phản sáng quá. Chẳng nhìn thấy gì cả. Phản sáng lắm. Rồi từ trên xuống không nhìn thấy thân. Tối lắm. Em chào 40 người đang xem. Hơi tối. Em cảm ơn anh Quý Mạnh. Chào anh Sĩ Thụy nha. Phản sáng lắm. Chả nhìn cái gì. Yeah. Em chào anh Dũng Cô Ca nha. Chào Đức Anh. Em cảm ơn anh Dũng. Hôm qua chắc là bác Dũng về muộn đấy nhở. Bác ở nhà em gần 12 giờ về, chắc về đến nhà chắc về 1 giờ. Chào bạn Thanh nha. Chào Nguyễn Thành. Anh chào Hùng. Vâng, em nghĩ là anh phải 1 giờ về đến nhà. Mở nó. Không, nhà anh nhìn thì đâu. Mọi người xem là ok rồi. Thế á? Nhà sáng. Anh nhìn trông bị lóa lắm. Không, mình nhìn thôi. Anh Dũng ơi, anh gửi vào cái Zalo Zalo kia thì khả năng là em không nhận được rồi. Nát nữa em nhắn cho anh cái Zalo khác thì anh gửi cho em nhé. Anh Ngọc của VIP. Cảm ơn bạn anh Ngọc. Xin chào 40 người đang xem nhá. Bốc phúc xong chưa em? Quốc Nguyễn, chào Bùi Đại Họ nhé. Chào anh Phạm Văn Trường. Anh à? Vừa đây nghe chim nghe. Anh chào anh. Anh đang live stream và anh không nghe được điện của em. Vâng. Em vừa chở vợ ở Hà Nội về. À thế à? Ủa, chào em. Chào anh Huy Văn Lai. Còn làm cái nào không em? Em chào anh Phạm Hùng nhá. Vâng, em tí em gửi lại cái Zalo anh Dũng nhá. Anh mới về mấy hôm, à, theo Quảng Ninh tận 4 tháng.
Cây vừa mới chỉnh sửa khoe khoe với mọi người một chút ạ. Nó phản sáng quá, khó nhìn. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn Lê ạ. Chào anh Trần Tụn nha. Anh chào hai lúa nhá. Nay rảnh rỗi vừa mới chỉnh sửa hai lúa. Chào bạn Trần Ngọc Bảo. Phản sáng quá khó nhìn. Chào Tuấn Nguyễn nha. Anh đang mới lấy con này à? Ừ, con này anh mới mua. Cái cây của anh lấy của anh. Anh chào Hữu Thắng nhá. Hả? Cái cây anh lấy của anh Thành bán rồi. Anh cảnh sát ấy. Anh bán rồi. Mới vừa rồi anh bán, mới vừa rồi anh bán 45 cây ạ. Anh ấy từ đầu lắc lần rồi mang về. Ông Tuấn nó bán cho tôi. Cảm ơn bạn Tuấn Nguyễn nhá. Anh cảm ơn Thắm Nguyễn. Chào bạn Đình Thuận. Chào bạn Tài Phạm nhá. Xong chưa anh Tuấn ơi? Anh chào Duy Đoàn nhé. Cảm ơn nhà vườn Hoàng Lịch. Cảm ơn bạn đá cảnh bonsai nhé. Chào bạn Phan Dũng. Cảm ơn bạn Phan Văn Quân. Chào anh Tám Nguyễn nha. Em chào anh Đức Quỳnh. Buổi trưa làm phiền các bác tí. Tác phẩm vừa mới chỉnh sửa, mời các bác ngắm một tí ạ. Giá kính đợt này lên cao ăn đủ. Úi giời ơi anh ơi, dịch bệnh này thì giá có lên nữa chứ hàng nó vẫn cứ bình bình thôi thì cũng không giải quyết gì anh Đức Quỳnh ạ. Thôi em xin phép em tắt like ở đây chứ. Em mời các bác bữa trưa ngon miệng. Chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ.